một hiện tượng thiên nhiên vô cùng thú vị và rất hiếm gặp. Bởi vì đây là hiện tượng cầu vồng lộn ngược, hay còn được gọi với một cái tên khoa học là circumgenital arc, hay còn được người ta gọi với cái tên là vòng cung thiên đình. Hiện tượng cầu vồng lộn ngược xuất hiện khi ánh sáng mặt trời bị khúc xạ qua các tinh thể nước đá trên mây ở tầng cao và thường sẽ xuất hiện khi mặt trời nằm dưới 32 độ so với đường chân trời. Và không những vậy, không khí cũng phải có độ tĩnh tương đối, không chuyển động nhiều. Cùng với đó, bầu trời phải tạnh mưa và ít mây. Chính vì vậy hiện tượng cầu vồng lộn ngược chỉ xuất hiện ở những nơi có khí hậu lạnh. Nhưng đặc biệt nhất chính là màu sắc của cầu vồng lộn ngược bị đảo lộn ngược lại so với cầu vồng thường và các dãy màu sắc không bị đè lên nhau nên vô cùng đẹp mắt. Chính vì thế tuy hiện tượng cầu vồng lộn ngược rất hiếm xảy ra nhưng lại được mong chờ hơn nhiều so với cầu vồng thường.